2002, diễn đàn của làng giải trí Hồng Kông đã thay đổi trào lưu. Hình ảnh hoặc video clip nào được cư dân mạng chia sẻ mạnh mẽ ắt hẳn sẽ trở thành trào lưu. Đã gắn bó với nghề diễn gần nửa thế kỷ, Lưu Giang không bao giờ ngờ rằng ông lại trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng từ một hình ảnh cắt từ bộ phim Quyền Vương được xử lý thêm dòng phụ đề. Nói như thế, hình ảnh này thích hợp sử dụng trong mọi tình huống. Từ lâu đã muốn thực hiện bài phỏng vấn với Lưu Giang, nhưng ông bận hết phim này đến phim khác. Vốn đã hẹn ông tại thời điểm ông chuẩn bị sang Trung Quốc quay ngoại cảnh cho phim Trương Bảo Tử, nhưng phải đến 2 tháng sau mới có hồi âm. Lịch làm việc của ông có thể nói là còn dày đặc hơn cả các tiểu sinh. Một năm Lưu Giang tham gia tối thiểu 10 bộ phim, bình quân mỗi tháng một bộ. Không cần nói cũng có thể hình dung được tần số xuất hiện của ông trên màn ảnh nhỏ liên tục như thế nào. Tuy nhiên, con dao dù sắc bén thì cũng có ngày dỉ sét. Lưu Giang năm nay đã 71 tuổi nên bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Cộng thêm việc ông bạn già Trần Hồng Liệt ra đi đột ngột, khiến ông bắt đầu nghĩ đến việc về hưu. Ông mong muốn có thêm thời gian ở bên cạnh bạn đời, người mà ông đã lơ là suốt 40 năm qua. Đóng phim kiếm sống, Lưu Giang đã có thâm niên diễn xuất hơn 40 năm, từ diễn viên kinh kịch chuyển sang diễn viên võ thuật, phối âm, cuối cùng dừng bước ở lĩnh vực truyền hình. Thời trẻ, bởi không có lợi thế về ngoại hình nên sự nghiệp diễn xuất của Lưu Giang chỉ gắn với những vai lá xanh. Từ vai thứ 9 cho đến nay cũng chỉ là vai phụ. Ông gia nhập làng giải trí hoàn toàn không phải vì niềm đam mê diễn xuất hay nuôi giấc mơ thành ngôi sao. Chỉ vì gia đình nghèo khổ, hơn nữa lại là con trưởng nên ông phải kiếm tiền nuôi gia đình. Gia đình tôi có 5 anh chị em, cộng thêm cha mẹ là 7 người. Lúc bấy giờ, có một trường kinh kịch Đài Loan chiêu sinh tại Hồng Kông, tôi đã đăng ký theo học. 6 năm đầu hoàn toàn miễn phí, đến năm cuối tôi phụ việc cho trường để trả học phí. Trở về Hồng Kông sau 7 năm học kinh kịch tại Đài Loan, Lưu Giang đã 20 tuổi. Cơ duyên bất ngờ tìm đến khi ông được mời đóng thuê cho một võ sư bị bệnh. Lúc đó, người chỉ đạo võ thuật có quen biết sư phụ của tôi, nên khi vào nghề, người chỉ đạo võ thuật của bộ phim đầu tiên tôi tham gia biết được khả năng võ thuật của tôi. Bộ phim thuộc thể loại hành động như James Bond. Tôi thuộc nhóm những tay đấm đá và bị đá một phát rơi từ tầng 2 xuống đất. Sau vai diễn này, tôi tiếp tục được mời đóng phim Chịu cảnh đấm đá vài năm. Chàng trai trẻ Lưu Giang nhận thấy sự nghiệp của một diễn viên võ thuật không sáng lạng. Bản thân ông cũng chán ghét những ngày làm việc trong điều kiện thiếu an toàn nên quyết định thi tuyển vào lớp đào tạo diễn viên. Thực tế tôi không thích công việc diễn xuất, chẳng qua là làm việc gì thì yêu nghề đó. Tôi học kinh kịch cũng chẳng phải vì tôi có năng khiếu hay sở trưởng, tôi cũng không có chất giọng tốt. Chỉ vì lĩnh vực kinh kịch không có việc làm nên tạm thời đóng phim. Việc chuyển ngành hoàn toàn không dễ dàng. Thời trước, nhân lực dồi dào, muốn làm gì thì cũng phải có người đỡ đầu, có người bảo lãnh thì mới làm được. Không như thời nay, muốn làm việc gì thì cứ đi xin việc nấy. ATV vô tình, đầu quân TVB, từng làm việc cho Gia Thị, ATV và TVB. Lưu Giang chia sẻ rằng ban đầu ông không có thiện cảm với TVB nên cũng không thấy hào hứng với lời mời của TVB. Cho đến khi nhà đầu tư châu Âu mua lại ATV và sự cố ông bị trúng gió, ông hoàn toàn thất vọng trước thái độ của ban quản lý cấp cao ATV nên quyết định đầu quân TVB. Năm 33 tuổi, tôi bị trúng gió khi đang đóng phim Người Tại Giang Hồ. Bác sĩ chẩn đoán tôi thuộc ca bệnh nguy hiểm, mạch máu bị tắc nghẽn nên phải nằm viện 9 ngày. Tôi điều trị nội trú tại bệnh viện Queen Elizabeth, nhưng khi chụp cắt lớp não thì phải chuyển đến bệnh viện Baptist để thực hiện. Công ty nhờ người đến nói với tôi rằng, nhân cơ hội xe bệnh viện đưa tôi đi chụp cắt lớp não, tôi hãy ghé vào trường quay để hoàn tất phân cảnh cuối cùng. Tôi trả lời nếu công ty đồng ý chịu trách nhiệm trước những sự cố có thể xảy ra với tôi thì tôi đồng ý. Không ngờ đến nửa đêm người ấy lại đề cập đến chuyện đó. Trong bệnh viện, Lưu Giang gián tiếp từ chối. Ở bên ngoài, vợ ông lại nhận được cuộc điện thoại của ATV với lời lẽ vô tình vô nghĩa. Chồng của bà không phải bị trúng gió trong thời gian làm việc nên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Nếu gia đình có khó khăn về kinh tế thì công ty sẽ cho tạm ứng lương, sau này sẽ khấu trừ vào lương của ông Lưu. Trời à, tôi nằm phòng tập thể cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Nghe xong điện thoại tôi chẳng còn gì lưu luyến với ATV nữa. Sau đó, Lưu Giang gọi điện thoại cho ông Tiêu Sơn, giám chế của ATV vào thời đó. Nào ngờ sự việc lại thay đổi 180. Lập tức có người đại diện công ty đến thăm Lưu Giang thông báo viện phí của ông sẽ do công ty chi trả. Mặc dù phía ATV đã đồng ý tăng lương 50.000 đô la cho ông và kèm theo lời nhấn mạnh ông là người duy nhất được tăng lương, nhưng lời nói giả dối này không giữ được chân ông. Cuối cùng ông vẫn quyết định đầu quân cho TVB với Lưu Đức Hoa, cha con trùng phùng. Bộ phim đầu tiên Lưu Giang đóng cho TVB là Thần Nữ Hữu Tâm với vai diễn một sĩ quan ban ngày thì oai phong lẫm liệt, ban đêm thì thích bị ngược đãi. Vốn quen diễn vai chính trực nên Lưu Giang nhất thời khó lòng thích nghi, ông hài hước đùa rằng TVB đã quá đề cao ông. Vào nghề bấy nhiêu năm ông chưa từng từ chối bất kỳ vai diễn nào. Trong số những bộ phim đã tham gia, ông thích nhất các phim Xanh Diều Hâu, The Miseri, Hương Nồng Gió Nổi, Thái Cực. Lưu Giang được mọi người kính trọng gọi bằng danh xưng Thầy Lưu. Nếu ai đó bảo ông nhận xét về các tiểu sinh Hoa Đán đang nổi tiếng thì ông chỉ xua tay lắc đầu, không nói được, không nên hỏi tôi về vấn đề này. Khoảng 10 năm trở lại đây, khả năng diễn xuất của diễn viên khác với thời xưa rất nhiều. Quanh đi quẩn lại thì TVB cũng chỉ có vài tiểu sinh, bất kể là quảng cáo máy ảnh, xe hơi, hoặc một cái ly cũng chỉ thấy mặt mấy anh này. Nhưng chắc gì họ đã giỏi về mọi mặt, thay đổi một chút ắt sẽ lộ ngay nhược điểm. Trước kia, không phải ngày một ngày hai mà Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ có được vai chính, kỹ năng cần phải trau dồi. Nền tảng không có, chắc chắn là chóng nở chóng tàn, tôi rất đồng tình với họ. Nhắc đến Lưu Đức Hoa, thầy Lưu nhớ đến sự kiện diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Chính là Lưu Đức Hoa sang Malaysia để trao giải cho ông và nữ nghệ sĩ La Lan. Kế hoạch của TVB là mời cậu ấy ghi hình clip. Nào ngờ Lưu Đức Hoa đề nghị được đích thân lên trao giải thưởng cho chúng tôi. Khi đứng trên sân khấu nhận giải, thực sự tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng con trai đã trở về rồi ớ. Trong phim Xanh Diều Hâu, họ đóng vai hai cha con. Nhưng suy đi tính lại thì thấy không nên nói gì. Thật cảm động khi nhìn thấy Lưu Đức Hoa của 30 năm trước. Không biết ảnh chế của mình đang rất thịnh hành. Thực hiện bài phỏng vấn thầy Lưu, không thể không đề cập đến bức ảnh cắt từ bộ phim Quyền Vương năm 2011 được xử lý lại. Trong bức ảnh, ông cười hiếp cả hai mắt. Câu nói trong phim vốn là "Tôi biết chứ, nên tôi hạn chế không làm anh nổi giận" đã bị đổi thành "ích nói như thế". Từ đó, "ích nói như thế" trở thành một lời châm chọc trên mạng và được lan truyền rộng rãi. Thế mà nhân vật chính trong hình không hề hay biết chuyện bản thân bị mang ra làm trò đùa. Đến khi tham gia phim Hàn Sơn Tìm Long, một đồng nghiệp trong đoàn mang ảnh chế cho ông xem và bảo bây giờ thì thầy Lưu trở thành người nổi tiếng rồi đó. Lúc đó thầy Lưu chỉ đáp lại "Thật vậy sao?" mà không biết ảnh chế của mình đang rất thịnh hành. Nói một cách hài hước, thầy Lưu đóng phim hơn 40 năm nay chưa chắc có nhiều khán giả biết đến ông, nhưng chỉ với một tấm ảnh chế thì ông lại được rất nhiều người yêu thích. Không biết là nên cười hay nên khóc, đối với sự việc này, tôi không quá bận tâm, được hay mất cũng không thể lựa chọn. Đây chẳng qua chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời, sau này tôi mất đi thì tất cả lại trở về con số 0. Bấy nhiêu năm qua, đã mất mát những gì, tôi cũng không rõ, nhất là thời gian bên cạnh người bạn đời. Bà Lưu chính là nhân tố lớn nhất dẫn đến suy nghĩ về hưu của thầy Lưu. Trước đây ông từng đề nghị TVB giảm bớt khối lượng công việc, thật sự là quá sức, ghi hình trong trường quay lẫn ngoại cảnh hết 20 tiếng đồng hồ. Lịch làm việc tan ca lúc 2, 3 giờ sáng và vào ca lúc 6 giờ sáng thật không ổn. Yêu cầu công ty cho tôi nghỉ ngơi thì họ lại bảo là có vai diễn kia rất hợp với tôi. Nói chung là không thể kéo dài tình trạng một năm mà tham gia đến bấy nhiêu bộ phim. Bởi vợ ông đã nói thế này, ông đi làm thì tôi ở nhà, ông nghỉ phép thì tôi cũng ở nhà, Sao hai vợ chồng không tranh thủ lúc còn khỏe mạnh mà đi du lịch đây đó? Nhưng lần này thầy Lưu lại không đủ can đảm để trả lời vợ mình rằng, ít nói như thế.